Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nha, bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 12 tháng 7 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 1332 tóc cần CPX nè các bạn. Thì tóc cần này đang EL sẽ list sàn gây chấm EO các bạn. Thì nhưng bên nào có làm dự án này thì các bạn cần list, cần khai báo form để tôi cần phân phối các bạn. Thì để khai báo link form thì các bạn cần list phần link mô tả dưới video mình mở link form các bạn. Sau đó thì các bạn mở được phong ra thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Rồi này, Telegram thì trước kia các bạn đã chatbot trên con Telegram nào thì các bạn vào và kiểm tra con Telegram đó các bạn. Đây thì các bạn copy username của mình lại nè, rồi các bạn sao chép nha các bạn, các bạn di sang qua các bạn khai báo thôi. Rồi các bạn thêm mã công nè, các bạn dán vào nè, rồi bấm gỡ nè. Như vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.